cảnh ở chung nhiều cái khó nói quá em ơi. Phải để ý này để ý nọ. Anh đang có mảnh đất nhưng mà tài chính chỉ khoảng 900 triệu thôi. Muốn tách ra xây nhà riêng thì liệu có cái mẫu nhà nào hợp lý với chi phí tài chính như vậy không? Mà ba phòng ngủ em ơi. Vâng, xin chào bác Cường nhá. Hôm nay Kiến trúc Kisato muốn giới thiệu các bác một mẫu biệt thự 2 tầng mái Nhật cực kỳ đẹp, bắt mắt. Với diện tích mỗi sàn rơi vào khoảng 90m², tổng 2 sàn là 180m². Được công ty cổ phần kiến trúc Kisato thiết kế cho anh Nguyễn Văn Tấn ở khu vực Thạch Thất, Hà Nội. Trước khi chia sẻ về công năng và phối cảnh của công trình này thì em cũng chia sẻ luôn câu chuyện của anh Tấn để nếu các bác cũng đang rơi vào trường hợp tương tự thì cũng có thể tham khảo một cái giải pháp nhé. Thì anh Tấn được bố mẹ chia cho mảnh đất cho hai anh em và nhà em trai của anh ấy đã xây dựng rồi. Thì bây giờ anh muốn là xây công trình của anh ấy trên mảnh đất của anh ấy. Nhưng mà làm sao ấy không chỉ hợp lý về mặt công năng, đẹp về mặt thẩm mỹ mà cái phần giao thông chung giữa hai nhà làm sao gì ạ, thuận tiện trong quá trình sử dụng nhưng mà cũng được tách bạch cái không gian riêng cho từng nhà. Đó thì đấy là cái bài toán mà kiến trúc Kisato phải giải quyết cho anh. Đây thì em giới thiệu một chút về cái hiện trạng để các bác có thể hiểu hơn về công trình anh nhá. Đây. Đấy, các bác có thể thấy là bên em về khảo sát và sử dụng flycam bay từ trên cao quét toàn bộ khuôn đất. Đấy, và có ký hợp đồng với anh Tấn. Và anh Tấn thì cũng làm trong ngành xây dựng là kỹ sư trắc địa các bác nhá. Đó, nên thực sự thì anh cũng sẽ hiểu hơn về ngành xây dựng so với các bác không làm trong ngành. Thì anh cũng đã theo dõi Kisato rất là lâu rồi và thấy là Kisato thì đa dạng các cái mẫu mã phục vụ nhiều tỉnh thành cũng như có cái công nghệ triển khai bản vẽ bằng BIM nên anh rất là thích. Thì thông qua video này thì kiến trúc Kisato xin gửi lời cảm ơn tới anh Tấn cũng như tất cả thành viên trong gia đình nhà anh đã tin tưởng để Kisato kiến tạo ra một công trình biệt thự đẹp. Và sắp tới công trình hoàn thiện xong thì bên em sẽ review lại, chắc chắn sẽ còn đẹp hơn rất nhiều so với bản vẽ các bác nhé. Đây là một số các cái hình ảnh mà bên em về bay flycam đo đạc toàn bộ khu đất cũng như lắng nghe tâm tư nguyện vọng và lấy toàn bộ thông tin của gia chủ và ký hợp đồng. Đây thì em sẽ chia sẻ sâu về cái phần hiện trạng của khu đất để các bác cùng nắm được nhé. Đấy, sau khi mà sử dụng thiết bị bay flycam từ trên cao này xong thì bên em sẽ xác định ranh giới của khổ đất. Đấy, như các bác có thể thấy ở đây thì hiện trạng của gia đình nhà anh Tấn. Ở đằng trước thì là cái khu vực cửa hàng này. Đấy, ở đây là khu vực cổng vào này. Đây là khu vực nhà em trai, là cái mái ngói màu đỏ đấy các bác ạ, đường ranh giới màu vàng đấy ạ. Và đây là cái gì ạ? Cổng vào chung đấy, của nhà hai anh em. Đây các bác có thể thấy nhá, đi vào chung anh em. Đó thì cái phần đất còn lại sẽ là phần đất của gì ạ? Ở gia đình nhà anh và anh sẽ xây dựng công trình ở đây. Thế thì cái mong muốn của anh ấy với cái thích đất, thấy đất nó khá là rích rắc này, các bác có thể nhìn thấy cái ranh giới đằng sau này. Rất là rích rắc ở cái phần đuôi đằng sau. Đó, và đằng trước cái chiều ngang rộng, còn đằng sau thì nó bị bóp lại. Đó, thế thì anh mong muốn là với chuyên môn của Kisato thì Kisato làm sao mà có thể là đặt cái vị trí nào nó hợp lý để làm sao cái công năng nó thoải mái ở phía bên trong nhưng mà phối cảnh phía bên ngoài vẫn là gì ạ, bắt mắt, đặc biệt là vẫn phải có khoảng không về sân vườn hay là cái không gian giữa gì ạ, nhà em trai và nhà của anh, làm sao nó thuận tiện giống như vừa rồi tôi chia sẻ. Chung thì vẫn là ok nhưng mà vẫn là tách bạch giữa hai không gian gia đình, đúng không ạ? Đó, thế thì các bác hãy cùng xem là đội ngũ kiến trúc Kisato sẽ đặt cái vị trí công trình nhà anh như thế nào nhá. Đây là khu vực nhà hàng xóm này, đấy, khá là rích rắc như này và anh có cái vị trí đất làm sâu bên trong như này. Đấy, nếu mà các bác mà tự thiết kế, nhiều khi với những cái trường hợp bài toán nó khó như thế này, tại vì mỗi một công trình, mỗi một gia đình lại có một cái bài toán mong muốn, nguyện vọng cũng như cái thế đất khác nhau. Đấy là em chưa nói về yếu tố phong thủy. Thì khi bên em khảo sát về thì bộ phận phong thủy làm việc này, sau đó là bộ phận về mặt bằng làm việc, sau đó với là bộ phận 3D và các cái bộ phận triển khai còn lại. Đó, thì rất là nhiều các cái bộ phận cần phải gì ạ, làm việc đồng bộ với nhau và có chuyên môn sâu thì mới đưa ra được cái giải pháp tuyệt vời nhất cho gia đình anh Tuấn. Thì tí nữa em sẽ chia sẻ cái giải pháp từ công năng đến phối cảnh như thế nào. Còn đâu ấy, em muốn nhấn mạnh ở đây ấy, các bác phải thuê thiết kế các bác nhé. Trong trường hợp các bác tự làm ấy thì gì ạ, các bác cứ nhìn các cái ngôi nhà xung quanh các bác mà tự làm xem thì thông thường nó không có hàm lượng về chất xám, về kiến trúc ở trong đó. Đầu tiên là công năng nhiều khi nó sẽ bất cập, đúng không ạ? Phối cảnh bất cập hoặc là sẽ không tính toán được gì ạ, những cái thứ ở tương lai dài hạn. Thì như những công ty kiến trúc Kisato thì
rất là nhiều các cái anh em ở những bộ môn khác nhau đã được ăn học và làm rất là nhiều các công trình, kinh qua rất là nhiều các kinh nghiệm rồi, sẽ đưa ra những cái giải pháp, hoặc là em hay nói là gì ạ, giải phóng những cái điểm mù mà các bác nhiều khi không nhìn thấy trong quá trình các bác tự nghĩ tự làm. Đấy, kể cả giống như anh Tấn đây cũng làm trong ngành xây dựng, nhưng mà anh không tự thuê, tự thiết kế. Tại vì anh có thể hoàn toàn anh vẽ được công năng, đúng không ạ? Anh vẽ được nhà, nhưng mà anh muốn là Kisato đó, chuyên làm cái phần này rồi thì phụ trách cho anh. Đấy, vì thực ra anh chỉ trong cái mảng là về gì ạ? Trắc địa thôi, đúng không ạ? Đấy, thì rất là mong các bác là như anh Tấn nhá, để làm sao mà toàn bộ trên mảnh đất hình chữ S của chúng ta đấy, có những cái ngôi nhà đẹp mang gì ạ? Đậm một cái bản sắc của Việt Nam, cũng như có mang cái chất riêng của mỗi gia đình. Thì đấy là sứ mệnh của kiến trúc Kisato. Và rất là mong muốn các bác thay đổi tư duy, làm nhà cần phải những đơn vị về thiết kế thi công chuyên nghiệp để chúng ta có một cái sản phẩm tốt. Đừng có tiết kiệm cái tiền đấy, các bác đừng nghĩ là tiết kiệm đấy để mua vật tư vật liệu, nhưng cái giá các bác phải trả là ở trong một cái ngôi nhà mà dạ, nhiều khi các bác không ưng ý hài lòng suốt cả một chặng đường, tại vì chúng ta không có cơ hội để xây lại nhà nhiều lần, đúng không ạ? Đấy, thì những cái sai lầm của chúng ta sẽ đi theo chúng ta suốt cái trong quá trình chúng ta sử dụng ngôi nhà đó. Thì em rất là mong muốn là các bác hãy suy nghĩ thật kỹ cái điều đó. Và khi các bác ở trong một cái ngôi nhà không ưng ý, không hài lòng rồi và cảm giác nó bức bí, thì nói về mặt phong thủy thì chúng ta sẽ có, hay gọi là về mặt năng lượng, thì chúng ta sẽ có những cảm xúc tiêu cực, đúng không ạ? Và khi mà những cảm xúc tiêu cực rồi nó bị ảnh hưởng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì ạ? Những cái mối quan hệ, và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, và ảnh hưởng đến công việc của chúng ta, ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Nên cái không gian ở nó cực kỳ quan trọng các bác nhé. Đấy, nên các bác phải nghĩ cái điều đấy giúp cho em. Nên rất là mong muốn là thông qua những video này và thông qua những người gì ạ, tiên phong giống như anh Tấn và rất là nhiều những gia chủ khác, giúp cho mọi người thay đổi tư duy đi. Tại vì quan điểm bên em là gì ạ? Khi chúng em thiết kế và mỗi một ngôi nhà được thi công hoàn thiện xong, đúng không ạ, gia chủ vào ở thì sẽ lan tỏa cái tư duy đó tới nhiều người. Các bác có thể thuê bên em hoặc thuê bên khác cũng được, nhưng mà làm nhà cần phải có thiết kế các bác nhé. Rồi, em xin phép là nói qua một chút để các bác hiểu hơn về tầm quan trọng thiết kế thôi. Còn bây giờ em sẽ đi sâu vào cái phần bên em bố trí vị trí cho công trình như nào. Đây, thì sau khi xong thì bên em sẽ đưa ra các cái kích thước cụ thể đây nhé. Đây là cái phần kích thước ban đầu đây. Đây, các bác có thể thấy là với cái chiều ngang ở cái vị trí ở phần đuôi này này là 7m7 này. Đấy, và chỗ này được 1m3, chỗ này được 1m6. Đấy, nó cứ giật như vậy. Và cái chiều sâu này là 13m5. Đấy, thì cái giải pháp bắt buộc là chúng ta phải làm nhà gì ạ? Nhà 2 tầng rồi, chứ không thể làm nhà 1 tầng được. 1 tầng mà 3 phòng ngủ với cái kích thước như này thì không thể đủ, tại vì sẽ rất là bí và chật. Đó, tại vì các bác có thể thấy là gì ạ? Đằng trước là đã bị chắn bởi không gian kinh doanh này. Ở phía bên hông thì nhà của em trai này, và bên xung quanh thì là nhà của hàng xóm này. Nên nếu mà chúng ta đưa ra một cái mặt bằng công năng không hợp lý đây thì cảm giác rất là bí bách nhá. Về mặt phong thủy các bác cứ tưởng tượng giống như là chị, xung quanh đều bị vướng đấy ạ. Đó, thì cái giải pháp thiết kế như thế nào nó cực kỳ quan trọng. Rồi ạ, thế thì bên em sẽ thiết kế một công trình biệt thự 2 tầng ở đây. Và cái kích thước mà bên em sẽ đưa ra như sau. Đây các bác có thể xem ở đây. Đấy, thì vẫn là cái vị trí cổng vào các bác nhá. Đó, đây em xóa cái tạm này đi, các bác nhìn thấy. Đây cái vị trí cổng vào là nhà của em trai đây. Đúng không ạ, đây nhà công trình kinh doanh ở cửa hàng phía đằng trước đây. Đấy, ranh giới khu đất như thế này đây. Đấy, thế thì ngày xưa ấy, nó sẽ bị rích rắc như thế này. Thì sau khi bên em thiết kế ấy, thì bên em nói chuyện với chỗ anh Tấn ấy, là xem có xử lý được cái phần đất ở phía đằng sau thêm một chút nữa không. Thì sau này thì anh bảo là ok, là anh có thể xử lý được thêm cái phạm vi giao giữa cái đường màu tím và đường màu vàng này. Đấy, là anh sẽ mua thêm cái vị trí ở đây để gì ạ? Bên em thiết kế cái phần công năng cho nó ok nhất. Đấy, tí nữa em sẽ chia sẻ về phần công năng cho các bác nhé. Đấy, thì cái phần định vị các bác có thể thấy này, vẫn có khoảng sân phía đằng trước, tất nhiên nó sẽ không được rộng rãi, nhưng mà chúng ta vẫn có cái khoảng sân này ạ, rất là ok. Đây để em đo. Đấy, cái khoảng sân này nó sẽ rơi vào khoảng hơn 3m các bác nhé. Hơn 3m một chút. Đấy, thì cũng rất là ok rồi đúng không các bác? Còn hơn là chúng ta làm rất là chật. Cái thứ hai nữa là vẫn có khoảng không với nhà của em trai. Đó, và chúng ta vẫn có một cái khu vực sảnh phụ để đi thẳng vào khu bếp cộng ăn. Đó, và bốn mặt đều vẫn thoáng nhé, đều có thể đi xung quanh nhà. Thì cái ưu tiên của bên em là giải quyết các cái góc mà giật khuyết ở phía đằng sau này bằng cách là gì ạ? Xử lý các cái không gian xanh ở đây. Thì nhìn lên nó sẽ cảm giác nó không bị khuyết các cái góc nữa. Cũng như chúng ta vẫn có không gian để mở cửa sổ lấy sáng, lấy thoáng cho tất cả các mặt của công trình. Rồi, thì là cái giải pháp về mặt bằng định vị. Còn bây giờ thì em xin phép là chia sẻ về cái phối cảnh trước khi đi vào phần
công năng chi tiết nhé, để các bác có thể nắm được cái phần phối cảnh tổng thể của công trình. Đây thì em sẽ mở một cái ảnh phối cảnh tổng thể của công trình đây. Đó, thì các bác có thể thấy là sau khi mà lên cổng hàng rào sân, chủ yếu sau này thì ở các cái vị trí sát hàng rào thì sẽ làm bồn hoa thôi, sẽ không trồng những cái cây lớn, bởi vì thực sự công trình diện tích đất cũng khá khiêm tốn, thì chúng ta sẽ trồng những cái cây thấp tầng thôi. Đấy, thì các bác có thể thấy là lên tổng thể công trình nhìn rất là thoáng. Đó, nhìn từ trên cao nhìn xuống thì tông màu chủ đạo bên em sử dụng tông màu trắng kết hợp với mái ngói màu ghi, và toàn bộ khu vực chân tường thì bên em ốp gạch thẻ, và sân thì bên em lát gì ạ, lát gạch giả đá hoặc là các bác có thể sử dụng đá nhé. Đấy, thì hiện nay nếu các bác sử dụng những cái tông màu trắng hoặc là cái tông màu nông gà lon đúng không ạ, màu vàng ghi vàng nhẹ đấy, đó thì các bác nên sử dụng các cái chất liệu tông màu gì ạ, tông màu ghi nhưng mà không phải ghi đậm quá cho khu vực sân hoặc là các cái khu vực mái, để làm sao tôn lên cái tông màu sáng của ngôi nhà và nhìn nó sẽ bắt mắt hơn rất là nhiều về mặt tổng thể. Rồi, ok, đây là cái view trực diện các bạn có thể thấy. Thì không thể phát triển hai sảnh với hai hệ mái được. Đó, đúng không ạ? Tại vì đất nó sẽ bị hạn chế. Nên bên em ấy quyết định tập trung phát triển về mặt hình khối của công trình ở khu vực sảnh chính này. Các bác thấy này, đua ra rất là vừa phải thôi, tại vì diện tích đất không cho phép, nhưng mà vẫn có khu vực sảnh và dạ, vẫn làm được 5 bậc để dạ, trong cái trường hợp mà như vừa rồi có ngập lụt thì chúng ta vẫn an tâm nếu mà nó ngập lụt ở cấp độ nhẹ các bác nhé. Đó, thì bên em vẫn giải quyết được cái bài toán là gì ạ, sảnh và 5 bậc cho gia chủ. Thứ hai nữa là tạo cái hệ mái Nhật để vừa tối ưu về mặt chi phí và nó cũng nhẹ nhàng, tại vì thực chất thì ngôi nhà thì cũng rất là cận về khoảng nhìn rồi, nên bên em không làm cái hệ mái Thái thì xử lý về cái phần mái tốn rất tốn kém chi phí. Cái thứ hai nữa là gì ạ, nó sẽ không có cái thế để chúng ta nhìn được tổng thể đúng không ạ, toát ra được cái vẻ đẹp của hệ mái Thái, nên hệ mái Nhật đối với cái công trình này là phù hợp nhất. Đó, các bác có thể thấy là bên em bố trí thêm các cái khoảng lồi ở cái khu vực ban công hoặc là những cái khoảng lõm vào ở các cái khu vực sân chơi trên tầng 2 kết hợp với hệ lam thì tạo ra những cái điểm nhấn nhá. Nên về hình khối một công trình đẹp ấy thì quyết định bởi cái yếu tố tạo khối và các cái yếu tố về tông màu cũng như các cái vật liệu phù hợp cho công trình. Đó, thế đây nhìn mặt tiền trực diện như thế này. Đấy, là cái view phía bên hông này. Đấy, các bác có thể thấy là dù phía bên hông thôi nhưng mà bên em cũng tạo cái hình khối khi tập trung thêm những cái chi tiết trang trí ở các cái khu vực cửa sổ đúng không ạ, ở những cái bồn hoa lồi ra hoặc là những cái chi tiết ốp gạch thẻ trên dưới cửa sổ như thế này. Đấy, sẽ tạo ra những cái điểm nhấn nhá mà nó rất là bền đúng không ạ, lau chùi cũng sạch sẽ. Còn cửa chính thì bên em tư vấn là cửa thép vân gỗ, còn các cái khu vực cửa còn lại thì làm cửa nhôm xin pha. Đấy, chân tường này các bác cứ ốp đá hoặc là ốp gạch thẻ cho em nhá, sạch sẽ lau chùi tiệm thì tránh chúng ta làm sơn. Rồi, đấy, toàn bộ cái phần mái thì bên em cũng đua văng ra để có thể bố trí hệ đèn âm. Đấy, để buổi tối chúng ta sẽ sáng, kết hợp thêm những cái hệ đèn ở các khu vực cột cũng như các khu vực tường. Đấy, tối đến là chúng ta có thể bật lên thì công trình sẽ rất là sáng. Rồi, kết hợp với các cái hệ đèn năng lượng mặt trời ở các khu vực hàng rào. Đấy, thì các bác có thể ngắm view lại tổng thể công trình. Trên hệ mái Nhật này để thoát khí thì bên em cũng bổ thêm những cái mái nhỏ nhỏ ở hai bên, phía đằng trước và phía bên hông. Trong cái việc mà gì ạ, chờ thời tiết ấy, nó bị om khí nóng ấy, thì chúng ta sẽ có cái lối để chúng ta thoát khí ở cái khu cửa sổ này. Tránh trường hợp mà chúng ta không có hệ thống thoát khí các bác nhé. Rồi, bây giờ các bác hãy cùng xem là cái mong muốn của anh như nào nhé. Anh mong muốn là một công trình mái Nhật hiện đại này, tầng 1 của một phòng khách, một khu vực bếp cộng ăn, vệ sinh chung, một khu vực phòng ngủ, đây là khu phòng ngủ nhá. Tầng 2 thì là gì ạ? 3 phòng ngủ, một phòng vệ sinh chung, một phòng thờ và một khu giặt phơi. Thì lúc đầu anh muốn là đẩy 3 phòng ngủ lên trên. Với cái công năng như thế này, cả phòng thờ nữa, thì bên em tư vấn là đẩy một khu phòng ngủ xuống dưới. Tại vì thực ra thì vợ chồng anh sử dụng cái phòng ngủ bên dưới cũng sẽ thuận tiện hơn với diện tích như vậy. Đó, và bên trên thì làm 2 phòng ngủ. Rồi, cửa xả này, rồi tổng mức đầu tư khoảng 1 tỷ. Đấy, nhưng mà thực ra nếu mà tùy từng vùng, nếu các bác làm ở những cái vùng mà vật tư vật liệu nó rẻ và tự làm ấy, hoặc nhân công nó rẻ ấy, thì cũng không đến 1 tỷ 1 đâu ạ. Đấy, khoảng tầm 900 đến 1 tỷ thôi. Đấy, còn tùy từng vùng và tùy từng cái vật liệu các bác sử dụng nhá. Rồi, thế thì bây giờ em xin phép là chia sẻ về cái phần công năng chính của công trình. Bây giờ em xin phép là giới thiệu kích thước chi tiết của công trình để các bác có thể tham khảo. Chiều ngang từ tim đến tim
từ tim trục A đến tim trục C là 7m28. Thì bên em chia thành hai gian như thế này, từ trục A đến trục B là 4m28, từ trục B đến trục C là 3m. Đó. Thì ưu tiên cái không gian của khu vực khách, bếp, cộng ăn sẽ có cái kích thước lớn hơn là 4m28 so với bên khu vực phòng ngủ là 3m và khu vực cầu thang. Rồi chiều sâu thì bên em thiết kế từ tim trục 1 đến tim trục 4 là 10m48 các bác nhé. Đấy, và hiện nay bên em sẽ chia thành 1, 2, 3 gian đó theo chiều sâu. Và cái khu vực sảnh nữa thì là 4. Sảnh ở đây thì là 2m1 này, thông thường bao giờ sảnh cũng phải trên 2m. Đấy, đối với cái sảnh này thì đấy là bên em tối ưu gọn nhất có thể, để làm sao thì có khoảng sân nó rộng nhưng mà vẫn là phù hợp thoải mái trong quá trình sử dụng. Còn thông thường nếu mà rộng rãi chúng ta phải làm 2m rưỡi đến 3m các bác nhá. Rồi ạ, cái tim trục 1 đến tim trục 2 là 5m16, tim trục 2 đến tim trục 3. Đây sẽ có một cái khu vực trục 3 nữa, tức là nó sẽ bị lệch một chút ở đây, thêm có trục 4. Từ 2 đến 3 là 4m62. Còn từ tim trục 2 đến trục 4 là, đây để em sẽ đo luôn cho bác. Đấy, là 5m32 các bác nhá. Và tim của hai cái trục 3 và trục 4 này sẽ lệch nhau. Tại vì tại sao lại lệch nhau như vậy ạ? Tại vì do cái phần đất mua thêm đấy ạ. Đấy, và đất nó bị rích rắc lại là 70. Rồi, thế thì các bác có thể thấy ở đây bên em bố trí là 5 bậc đi thẳng vào bên trong là khu vực phòng khách 21m2. Thì đối với công trình biệt thự mà có diện tích như thế này thì 21m2 cũng rất là ok rồi. Các bác có thể thấy là kê được bộ bàn ghế sofa, kệ tivi và phòng cũng rất là vuông vắn như thế này. Và để không gian nó rộng hơn thì bên em bố trí khu vực bếp cộng ăn thông với khu vực phòng khách. Ở đây thì nhiều gia chủ thì có thể làm một cái hệ lam hoặc một cái kệ tủ gỗ để ngăn cách giữa khu vực bếp cộng ăn như này. Nhưng mà đối với kích thước như thế này nó chỉ khoảng hơn 10m thôi thì quan điểm em là không cần thiết phải bố trí cái khu vực gì ạ, để cái khu vực hệ lam làm gì cả. Đấy, chúng ta sẽ để thông thoáng luôn. Nhưng mà thay vì đó chúng ta sẽ làm một không gian rộng như thế này để kết nối khi mà khách khứa vào hoặc là chúng ta sử dụng bếp ăn, cảm giác nó thông thoáng hơn. Đấy, còn nếu mà các bác muốn lại có hệ thống ngăn mùi đúng không ạ, thì chúng ta lại phải nghĩ đến một cái giải pháp khác các bác nhé. Có thể làm cái hệ cửa trượt ở đây nhưng mà nó sẽ rất là chật. Nên quan điểm của em là nhà cũng đã rất là thông thoáng như thế này và diện tích nó cũng không cho phép, nên chúng ta sẽ làm theo kiểu thông như thế này thì rất là tiện. Cái thứ hai nữa là để tối ưu về không gian khu vực bếp cũng ăn lên đến 21m2 thì bên em làm cái bàn bếp dạng thẳng như thế này. Đây là tủ lạnh này, kết hợp với bàn bếp. Đấy, với đầy đủ là cái khu vực chậu rửa này, kết hợp với bếp nấu này. Đấy, bếp từ và khu vực chậu rửa để bên em làm cửa sổ để thông thoáng, tại vì xung quanh đều thoáng hết. Và đây có một cái khu vực sảnh phụ để đi thẳng vào khu vực cộng ăn trong trường hợp nhà có công chuyện, hoặc là chúng ta không muốn đi thông qua khu phòng khách thì chúng ta đi vào khu vực này cũng rất là tiện. Chứ tránh trường hợp là chúng ta chỉ mở một cái khu vực cửa ở đây thì nhiều khi đi ra phía bên này, giả sử chúng ta có một cái sân ướt ở phía đằng sau chẳng hạn, đúng không ạ, mà chúng ta đi vòng ra đằng trước thì thực sự nó rất là bất tiện. Và phòng khách này rất là thoáng khi bên em bố trí cửa sổ ở hai bên của bộ ghế sofa. À, khu vực phòng ngủ thì đối diện khu phòng khách là 15m2, có 3 khu vực cửa sổ lấy sáng. Và khu vực cầu thang thì bên em bố trí cũng rất là rộng rãi các bác nhé. Đây các bác có thể tham khảo về kích thước thông thủy ở bên trong này. Đó, là 3m thoải mái luôn. Và các bác có thể xem cái kích thước của một vế thang là 1m. Đấy, mỗi vế có chiều rộng 1m lên đi lại thoải mái luôn các bác nhé. Còn nếu mà nhà mà chật quá thì chúng ta có thể thu hẹp lại cái vế thang ở đây, đúng không ạ? Cái vế thang ở giữa này chúng ta chỉ gần làm như hai vế đấy ạ, hoặc là chúng ta làm cái bảng lượn. Đó, thì trong trường hợp đấy là chúng ta sẽ tăng thêm được diện tích ở những cái khu vực đằng sau, nhưng mà ở đây thì thực chất cũng không cần thiết, nên chúng ta cứ làm rộng rãi thang ra cho nó đẹp. Đấy, thứ hai nữa là đi lại thoải mái luôn. Và bên em làm một khu vực vệ sinh chung là 4m2, và cửa vào dưới cái vế thứ ba lên đi vào thoải mái, không bị đụng chạm gì các bác nhé. Nó có cửa sổ cho khu vực vệ sinh để thông thoáng. Và hộp kỹ thuật thì bên em để ra phía bên ngoài như thế này. Cái góc khuyết này thì vừa rồi em cũng chia sẻ ở cho cái phần hiện trạng ở đây. Đây em nhắc lại này. Đây ạ. Đấy. Để giật vào, tại vì nếu chúng ta giật hết ra đây thì chúng ta sẽ có cái lối đi ở đây rất là chặt so với cái đường ranh giới. Đấy. Nên bên em giật vào như thế này, tại vì cũng không dùng đến hết đất. Nên cái giải pháp giật vào này là giải pháp rất là tối ưu. Và bên em mở được một cửa sổ rất là thoáng kết hợp với vách ở cái khu vực cầu thang bộ như thế này. Đây các bác có thể xem 3D để hình dung trực quan nhá. Đi thẳng vào đây khu phòng khách này, khu bếp cũng ăn này. Cái độc đáo bên em là bên em bố trí thêm một cái bàn bar ở đây.
Ví dụ như cái bếp đây chúng ta chỉ làm dạng bếp thẳng mà không làm được dạng bếp chữ L, đúng không ạ? Nếu mà làm chữ bếp L đây thì thực sự cái không gian này khá là bí, đấy, khá là chật. Nên chỗ này chúng ta để cái đồ để co thôi cho nó thoáng. Còn thay vào đó là chúng ta làm một cái bàn đảo ở đây. Ví dụ như chúng ta có thể để những cái đồ chế biến thức ăn sẵn, hoặc là những cái đồ thức ăn chúng ta chế biến xong để khu bàn đảo này, rất là tiện khi có thêm không gian. Đó, thì bác có thể nhìn thấy đây phòng ngủ, thang bộ, khu vệ sinh chung. Và vệ sinh này thì bên em vẫn làm tắm đứng hẳn hoi nhá. Lavabo, bệ xí đầy đủ và có vách để ngăn mùi. Đấy, trong trường hợp mà gì ạ? Vợ chồng anh ngủ nghỉ dưới đây thì vẫn đầy đủ tiện nghi cho khu vực vệ sinh. Rồi, trên tầng 2 các bác xem cách bên em bố trí nhá. Có thang bộ đi lên. Đấy, thì bên em sẽ ưu tiên không gian phòng thờ phía trước với diện tích khoảng 7m2. Với thờ gia tiên thì các bác chỉ nên làm khoảng từ 7 đến 9m hoặc 10m là cùng với diện không gian công năng mà chúng ta vừa phải để chúng ta ưu tiên cho các cái phòng khác. Đấy, các bác có thể thấy khu phòng thờ 7m2 nhưng mà vẫn rất đầy đủ và diện được tách bạch riêng tư, và bên em không làm cửa để cho nó thoáng. Phía đằng trước thì bên em bố trí một khu vực lô gia để có thể các thành viên trong gia đình không có không gian sinh hoạt chung ở bên trong thì có thể là có một cái bàn trà cà phê ở không gian lô gia như thế này. Thì cũng rất là ok và thoáng cho cái việc và kết nối các thành viên ở trên không gian tầng 2. Phòng ngủ số 2 thì trên phòng ngủ số 1 15m2. Các bác có thể thấy là bên em bố trí thêm cái khu vực bồn hoa và không làm ban công các bác nhá. Phòng ngủ số 3 12m2. Đấy, và cũng trổ ra thêm khu bồn hoa, kể cả khu phòng thờ và mở cửa sổ ở các cái vị trí bồn hoa đó. Và phía đằng sau cùng thì bên em bố trí giặt phơi để thuận tiện cho cái việc mà gần các cái trục vệ sinh của nhà tầng 1 và tầng 2. Cái thứ hai nữa là phơi phóng cho nó để đằng sau thì cũng rất ok. Đó. Và vệ sinh chung thì vẫn thẳng trục vệ sinh ở tầng 1 thôi, nhưng mà bên em tách lavabo riêng và cái khu vực vệ sinh riêng để trong trường hợp mà giả sử như sáng dậy chúng ta hay vội, đúng không ạ, và các thành viên đều muốn sử dụng trước cái khu vực nhà vệ sinh thì chúng ta có người đi vệ sinh hoặc là có người làm đánh răng rửa mặt ở khu vực lavabo vẫn song hành được. Đấy. Nên cái việc mà chúng ta tách ra này thì tiện hơn so với việc mà chúng ta làm cả một cái nhà tắm to các bác nhá. Thì bác tham khảo thêm. Và phần hành lang này thì cũng rất rộng. Hành lang đây em đo cái thông thủy các bác xem là 1m2 này. Đấy, và ở đây thì vẫn có khu vực cửa sổ lấy sáng thoáng khí cho cái khu vực hành lang này. Đây các bác để xem mô hình 3D. Đó, đi thẳng lên. Phòng ngủ 2, ngủ 3, phòng thờ, lô gia và một cái khu vực vệ sinh cũng như khu vực giặt phơi. Đấy, rất là hợp lý và hài hòa. Mà kích thước thì nó chỉ rơi vào khoảng là 90m2 thôi. Đây các bác cứ nhìn 7m3 đi, chúng ta nhân với 9,78 cứ 10m đi, đúng không ạ? Đấy, khoảng hơn gần 80m2, 80m2 hai sàn là 160, đúng không ạ? 160 em cứ lấy trung bình nhân với khoảng 6 triệu đi, đúng không ạ? Để các bác tự làm đi. Đấy, khoảng gần tỷ thôi. Tùy thuộc vào cái hệ móng và cái mức đầu tư cũng như vật liệu thì nó sẽ dao động khác nhau. Đây em gọi là tính lại là trong cái điều kiện nó tối ưu nhất về các cái chi phí thì các bác chỉ mất bằng lấy tiền thôi. Đấy, các bác tự làm. Còn nếu mà các bác thuê giống như đơn vị bên em thi công trọn gói thì các bác không phải đau đầu, nhưng mà tất nhiên giá thành sẽ cao hơn, bởi vì các bác không phải bỏ cái thời gian ra để quản lý công trình. Thì với chuyên môn nghiệp vụ thì bọn em sẽ lo hết từ A đến Z. Thì các bác chỉ cần nghiệm thu theo vật tư này đã được duyệt trước đó này, theo giai đoạn này, thì mà các bác cũng nhàn cái đầu đi, đặc biệt là sau này còn được bảo hành bảo trì thì nó rất là ok. Quan điểm em là các bác nên thay đổi tư duy là chúng ta chọn một đơn vị uy tín để chúng ta làm thì nó nhàn hơn so với việc chúng ta tự làm, tại vì cái thời gian này các bác kiếm tiền. Rất nhiều người làm nhà thì xong thì sức khỏe suy yếu, đúng không ạ, rồi tiền nong cũng cạn kiệt. Thay vì đó thì các bác chỉ cần tìm một đơn vị uy tín, hiểu rõ, thống nhất với nhau rõ tất cả mọi thứ từ đầu đó, và chúng ta sẽ giám sát theo từng giai đoạn thì như vậy nó sẽ ok hơn. Đặc biệt là sau này các bác đi vào cái khâu mà vận hành ấy, thì có một đơn vị bảo hành bảo trì nó sẽ ok hơn so với việc các bác này làm từng với đội thợ và rất mất nhiều thời gian, đặc biệt là các bác không ở trong chuyên môn nữa. Rồi chiều cao thì tham khảo nhá, các bác có thể thấy là từ cốt sân đến cốt 00 bên em thiết kế là 5 bậc mà mỗi bậc cao 15 phân và tổng là 75 cm. Rồi chiều cao tầng 1 thì bên em làm 3m9 để cao ráo. Chúng ta có thể làm trần giật cấp cũng được hoặc là làm trần phẳng theo để phù hợp phong cách hiện đại này. Tầng 2 này bên em làm 3m4 và chiều cao tầng mái tính toán phù hợp là 2m592. Ok. Đấy, thì đấy là các cái thông số các bác tham khảo. Còn một cái nữa bên em muốn giới thiệu là cái sự khác biệt của bên em khi các bác thuê bên em thì khác cái gì.
thì rất là nhiều các bác thuê thiết kế chỉ có nhìn mỗi mẫu mã ưng ý, công năng hợp lý và tham khảo qua thôi là các bác đã gọi. Thì thông thường sẽ có hai trường phái các bác nhá, những cái trường phái mà không thuê thiết kế tự làm mà đi cóp nhặt các cái mẫu mã hoặc là tự bảo thợ thiết kế thì thôi em không nói, tại vì những câu chuyện đấy thì sản phẩm như nào là các bác tự biết rồi. Còn cái trường hợp thứ hai là thuê thiết kế thì lại sẽ rơi vào hai trường phái. Một là gì ạ? Là các bác sẽ nhờ những cái đơn vị nhỏ lẻ cá nhân, thông thường là gì, có anh em, có bạn bè, có họ hàng, có cháu chắt, đúng không ạ, làm trong lĩnh vực kiến trúc và thuê họ làm. Thì cái được là cái gì? Được là gì ạ? Là các bác chi phí tối ưu, đúng không ạ? Nhưng mà cái mất ở đây là cái gì thì bác cũng phải đưa lên bàn cân. Kinh nghiệm của em thấy ô rất ok rồi. Có thể là gì? Một là những người thân quen đó họ không có năng lực, và khi mà lên như vậy các bác không hài lòng thì nói ra cũng không được, đúng không ạ? Đấy, đây thuê ngoài thì bác nói thoải mái, đúng không ạ? Thậm chí là không ok thì hủy hợp đồng. Đấy, còn đây thì nói cũng không xong mà ngậm ngùi cục tức trong lòng cũng không được. Đấy, thì dẫn đến cái tình trạng là sứt mẻ tình cảm. Đấy, thì đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Là nhiều khi là những cá nhân đó thì họ có thể làm tốt trong một cái nghiệp vụ thôi. Ví dụ như họ chuyên về mảng kiến trúc, chuyên về kết cấu. Nhưng trong kiến trúc bên em là còn phân ra là gì ạ? Chuyên về mặt bằng công năng riêng và chuyên về lên cái diễn họa 3D riêng. Đấy, nó lại có từng chuyên môn như vậy. Trong khi họ sẽ không có những cái chuyên môn khác như là phong thủy, kết cấu, điện, nước, bóc tách, dự toán, rồi quản lý, quản trị công trình, hỗ trợ, giám sát, đúng không ạ? Để dẫn đến một loạt những cái hệ lụy ở phía đằng sau. Đó, thì nhiều khi các bác nhìn thấy cái trước mắt thôi nhưng mà không nhìn thấy cái hệ lụy đằng sau. Hoặc là không phải người thân quen nhưng mà các bác ham cái giá rẻ đấy, các bác thuê những cái đơn vị gọi là cá nhân nhỏ lẻ, họ có một mình tôi thôi, đúng không ạ? Tức là một mình họ cân tất, hoặc là họ làm theo kiểu là rất là gọn nhẹ thôi. Đấy, họ đi làm xong họ đi thuê cộng tác chẳng hạn, thì dẫn đến cái tình trạng là gì ạ? Là về cái việc là sau này hỗ trợ các bác thì họ cũng không có đủ nguồn lực, thứ hai là họ cũng không chuyên sâu, và thứ ba nữa là không có một cái ekip để quản lý làm sao kiểm soát bản vẽ nó cách chất lượng đồng bộ nhất, thì dẫn đến là cũng không ok sau khi mà các bác tiến hành thi công. Đặc biệt các bác thi công vào đi sẽ thấy là sẽ tình trạng ngay. Còn tiếp theo nữa là các bác chọn đơn vị chuyên nghiệp thì các bác cần phải thẩm năng lực. Đấy, ngoài cái việc là kiểm tra về mẫu mã, về công năng là ok rồi, thì bác cần phải xem là cái đơn vị đấy có phù hợp với văn hóa. Đấy, văn hóa của cái doanh nghiệp đấy ạ, hoặc của đơn vị đấy có phù hợp với văn hóa cái cá nhân của các bác không. Đấy, nhiều khi là làm tốt ok nhưng mà không hợp nhau. Thông thường như em hay nói dân gian là không hợp tính cách nhau thì vào cũng choảng nhau thông như thường. Đấy, và cũng mất thời gian, đúng không ạ? Nên ngoài cái việc có năng lực rồi thì phải phù hợp với văn hóa. Văn hóa đây là gì ạ? Là cái gọi là giá trị, cái giá trị cốt lõi và cái thái độ trong cái cuộc sống cũng như trong công việc đấy. Thế thì bác cảm nhận được cái đơn vị nào phù hợp thì các bác chọn, nhưng mà cũng phải nghiên cứu sâu về quy mô cũng như năng lực. Đấy, nếu mà một đơn vị mà không có đầy đủ các phòng ban, đúng không ạ, và không sử dụng những cái công nghệ hiện đại cũng như không có cái mạng lưới hỗ trợ, giả sử các bác làm trên toàn quốc chẳng hạn, thì sẽ không thể tốt được các bác nhé. Đấy, thì bên em thì tự tin là có 6 trụ sở trên toàn quốc và mỗi trụ sở đều có nhà trải nghiệm cũng như có văn phòng để các bác có thể tham quan. Cái thứ hai nữa là bên em có thể phục vụ được toàn quốc đó, kể cả trong quá trình khảo sát, trong quá trình sau này hỗ trợ cả giám sát các bác, hỗ trợ được 1-3 lần tùy cái gói mà các bác đăng ký về phần thiết kế, và hỗ trợ trong quá trình các bác hỏi bất kỳ cái điều gì. Và đặc biệt cái điều nữa các bác cần nghiên cứu các đơn vị đó là về cái công nghệ triển khai hồ sơ thiết kế. Cái phần này em nhấn mạnh luôn, công nghệ triển khai hồ sơ là như thế nào. Rồi, thì các bác đừng chỉ xem mỗi cái mặt bằng công năng cũng như cái phần phối cảnh nhá. Tức là bây giờ cái bản vẽ mà các bác cầm trên tay ấy, đúng không ạ, thì với là cái quan trọng sau khi các bác chốt xong cái phần mặt bằng và công năng rồi. Bởi vì nhiều khi có thể là công năng ok, phối cảnh ok, nhưng mà triển khai bản vẽ thì thiếu chi tiết rồi, sơ sài rồi, không trực quan, dẫn đến thợ thuyền không làm được, hoặc là bản thân các bác đọc cũng không hiểu cái gì cả. Đấy, thì bên em tự tin là bên em đang sử dụng công nghệ BIM giúp cho bản vẽ cứ 2D có 3D, 2D để kích thước chi tiết, 3D để trực quan. Đấy, gì ạ? Khi mà nhìn hồ sơ các bác có thể tự tay đọc được cả 3 bộ môn, em nhắc lại cả 3 bộ môn. Và bên em đang tiên phong và duy nhất trong ứng dụng công nghệ này. Vì công nghệ này nó rất phức tạp, rất mất nhiều thời gian và đồng bộ rất nhiều các bộ môn, nên các đơn vị khác ý, thì họ rất là hay ngại. Thì họ muốn làm nhanh. Và bên em cũng nói thẳng cái điều này để mong muốn các đơn vị khác họ phải thay đổi để làm sao các bác có cái dịch vụ tốt hơn. Thì hiện nay bên em đã đầu tư rất là nhiều về cái phần này. Để các bác có thể thấy là đây nhá. Ví dụ như 2D là kích thước này,
Đấy, đây có 3D trực quan này, nó không chỉ mặt bằng đâu ạ, đây là phần kiến trúc thôi. Đấy, rồi gồm các cái mặt đứng, mặt cắt, các cái chi tiết đúng không ạ? Thì cứ phải có kích thước, nhưng mà nhiều khi các bác thợ hoặc kể cả ngay các bác không làm trong chuyên môn thôi cũng chả hiểu mô tê là gì. Khi có 3D này các bác nhìn rất là dễ hình dung. Đấy, kể cả những cái khu vực chi tiết như vệ sinh, sảnh, siếc như thế này nhá. Đấy, phải chi tiết là như này. Đấy, thì nhìn văn là hiểu ngay. Được ạ, còn cái bản vẽ về phần kết cấu đây các bác có thể thấy đây. Đây, mô hình kết cấu được triển khai này. À, móng băng à, à, vị trí này cột à, à, vị trí này rằng à, vị trí này dầm à, đúng không ạ? Đấy, à, vị trí này gì ạ? À, làm móng kích thước bao nhiêu, dầm kích thước bao nhiêu đúng không ạ? Đây, ví dụ các bác có thể nhìn thấy đây. Đấy, thép trên, thép dưới như nào thì trực quan vô cùng đúng không ạ? Thì các bác cứ so sánh hồ sơ bên em với bên người khác. Đó, em khẳng định luôn, tại sao bọn em tự tin như vậy? Bởi vì bọn em đã đầu tư rất là lâu rồi và rất là mong muốn là gì ạ? Dù cái chi phí bỏ ra khá nhiều, công sức mất nhiều thời gian nhưng mà mang lại cái giá trị cho các bác. Và đấy là cái điều mà Kisato làm được so với đơn vị khác. À, còn nếu mà nhiều đơn vị họ chỉ tập trung vào số lượng thôi thì nó dẫn đến là nhiều khi là các bác không để ý cái phần này. Nên em phải rất là truyền thông cái phần này để các bác lưu ý. Bởi vì đây là cái quyền lợi các bác nhận được. Ví dụ như giá thành có thể chênh một chút hoặc là vẫn như vậy đi, nhưng mà các bác nhận được nhiều hơn thì các bác sẽ lựa chọn đơn vị nào, đúng không ạ? Đúng không ạ? À, đây phần nước đây các bác thấy này. Đấy, ống cấp, ống thoát, đúng không ạ? Đường kính bao nhiêu ghi chú hết ở đây. Rồi nhìn thế này các bác thấy trực quan không? Đấu lối như thế nào? Rất là nhiều gia đình bị các bác thợ gì ạ? Qua mặt, tại vì thông thường các bác đọc bản vẽ điện nước cũng chả hiểu cái gì. Nhìn vào đây thì giả sử nhìn vào những cái bản vẽ 2D ấy, bác chả hiểu cái mô tê gì, đúng không ạ? Nhìn này thì các bác chịu. À, các bác phó mặc cho những đội thợ điện nước à, hoặc là những đội thợ thi công chọn gói, dẫn đến là không biết là nó đúng hay là sai, dẫn đến sau này vào sử dụng rồi nó tắc cho thì thôi rồi, hoặc là gì ạ, nước cấp thì tậm tịt, đúng không ạ? Rồi rất là yếu trong quá trình sử dụng, rồi gì ạ? Đi ống không hợp lý, lại mất chi phí sửa chữa. Đấy, thì khi mà nhìn này thì các bác trao đổi với bên đơn vị thiết kế điện nước bên em. À, như này như kia anh hiểu rồi, các bạn ấy sẽ giải thích cho các bác và các bác thấy hợp lý hay không thì các bác hiểu ngay. Và sau này các bác cứ thế giám sát và rất trực quan như này thôi, nhìn biết thợ là đi sai hay không là hiểu ngay đó. Ok, thì các bác nhớ giúp cho em nhé. Và để mà làm được cái công nghệ này thì thực sự hiện nay chỉ có những cái dự án lớn người ta mới làm thôi, trong nhà dân thì ít đơn vị và ít nhân sự để làm cái điều này, nên bên em rất là tự tin vì đây là cả quá trình rất là nhiều năm, từ lúc định hướng, từ lúc khởi nghiệp bản thân em là cũng đã xuất phát từ những cái kỹ năng như thế này rồi. Đấy, nên em rất là mong muốn là mang những cái giá trị không chỉ là một bản vẽ đẹp, chất lượng, đầy đủ, chi tiết mà còn phải trực quan. Đó. Và sau này thì bên em sẽ còn kết nối với những cái công nghệ như là VR, thực tế ảo để các bác có thể quan sát trực tiếp ở trong trải nghiệm trong mô hình 3D. Đấy, công nghệ ngày càng phát triển rồi đúng không ạ? Thế thì em rất là mong muốn cái phần này để gì ạ? Các đơn vị khác phải cập nhật và các bác cứ so sánh nhá để xem là em có nói đúng hay không. Còn ai mà trong ngành xây dựng thì đều hiểu và đều biết tầm quan trọng của công nghệ BIM rồi. Ok, thì em xin phép mà quảng cáo chút để gì ạ? Hy vọng là các bác hiểu nhiều hơn về cái ngành nghề của bọn em đang làm. Và nếu các bác cần tham khảo cái mẫu nhà nào nữa, cứ comment xuống bên dưới là cần cái mẫu nhà công năng như thế này, giá thành như thế này, có làm được không, thì bên em sẽ chia sẻ thường xuyên. Và đừng quên ủng hộ bên em bằng cách đăng ký kênh để nhận được nhiều video chia sẻ nhé. Và các bác cần mà bên em tư vấn thì cứ alo số điện thoại bên dưới, thì bên em có thể sẵn sàng tổ chức một buổi Zoom online thôi hoặc gọi điện. Các bác thấy là ok, như vừa rồi em chia sẻ là hợp với văn hóa này, năng lực ok, thì các bác sẽ gọi bên em về khảo sát thiết kế, còn tư vấn là miễn phí thôi. Còn về tận nơi thì ok rồi thì chúng ta sẽ ký hợp đồng để triển khai, giống như quy trình em vừa chia sẻ với công trình của anh Tấn ở đây. Và em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ tiếp theo. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.